Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong clip này thì mình xin hướng dẫn với quý vị và các bạn cách mà chúng ta giao tiếp cái module SIM 900A với máy tính. Thì ở đây các bạn thấy á, đây là module SIM 900A của mình. Các bạn phải lưu ý một điều là như thế này nè, các bạn muốn mà module SIM 900A chạy ổn á thì các bạn phải cấp cho cái nguồn phải 2A. Thì ở đây tôi tạo một cái nguồn rồi đó. Cái nguồn là lấy nguồn 12V, sau đó đưa qua cái mạch giảm áp LM2596, đưa ra đây là 2A, đủ cái nguồn cấp cho nó nè. Và tôi giao tiếp với máy tính qua thông qua cái module là USB UART CB2102, là sử dụng cái chip CB2102 để mà giao tiếp với máy tính. Thì khi đó đó tôi đấu như sau, là cái chân TX á, ở trong CB21, ở trong chân TX á, trong cái module này, trong module giao tiếp máy tính á, trong module giao tiếp máy tính module CB2102 á, thì chúng ta cái chân TX này nè sẽ đấu với chân RX của thằng SIM 900A. Và cái chân RX của thằng SIM 900A nó sẽ đấu với thằng chân TX của cái thằng thằng CB, module CB2102. Tức là chúng ta sẽ đấu chéo với nhau, đấu chéo với nhau. Kế tiếp nữa là do cái nguồn của Arduino, xin lỗi, do cái nguồn của module SIM 900A là cái nguồn nguồn rời, cho nên là chúng ta phải đấu chung âm với nhau, âm chung với nhau. Thì cái chân âm của module CB2102 á, nó sẽ đấu chung với chân âm của cái bo này đó. Thì cái bo này tôi đã ra chân hết rồi. Cái hàng này và hàng này nó song song với nhau, nó song song với nhau. Các bạn không ra chân kiểu này thì các bạn ra chân kiểu khác cũng được, miễn sao là đấu nói đúng như vậy được rồi. Rồi kế tiếp là cái phần mềm. Phần mềm thì nó có nhiều cái phần mềm lắm. Ở đây thì tôi sử dụng cái phần mềm giao tiếp UART là phần Hetqueen. Hetqueen thì các bạn có thể là lên mạng search cái thằng Hetqueen này. Để tôi mở ra đây. À, xin ơi, em quay giùm anh. Em quay sát sát vô xem cho nó rõ. Ok, các bạn mở lên cái này. Thì trong phần này á, đầu tiên á, các bạn phải các bạn chọn nè, nó có nhiều cái mục lựa chọn lắm. Nhưng mà mình á, thì mình chỉ lấy cái phần mục Zero thôi, giao tiếp Zero để mà truyền nhận dữ liệu. Thì ở đây chúng ta nó có rất là nhiều cổng cơm. Thì chúng ta sẽ chọn cái cổng cơm nào mà nó đang giao tiếp với cái thằng CB102 đó. Thì muốn vậy các bạn có thể là vào trong cái máy tính chúng ta chọn Manage, chúng ta chọn Device Management, thì chúng ta sẽ chọn được cái port là cái cổng. Thì các bạn thấy rõ ràng là ở đây nó sẽ là CB210X USB UART Bridge là cổng cơm 62. Thì khi đó chúng ta biết được cổng cơm này rồi thì chúng ta sẽ chọn cổng cơm ở đây, chọn cơm này là cơm 62. Nếu như các bạn không có, nó không có hiển thị cái phần manage đó, cái phần manage này nè, mà các bạn vô là các bạn không có thấy được cái cổng cơm này, thì điều đó có nghĩa là các bạn chưa cài driver cho máy tính. Thì các bạn phải lên mạng download cái driver CB2102 về là để mà chúng ta cài cho cái máy tính của chúng ta. Thì khi đó nó sẽ nhận được cái cổng cơm này. Kế tiếp là, xin đây, em phải để sao cho các bạn coi nó không có bị mờ, nó xích vô, không có bị mờ. Ok, rồi, em có thể chỉnh. Chúng ta chọn cơm 62, sau đó chúng ta sẽ chọn là Zero. Rồi tốc độ Baud rate thì các bạn chọn là 9600. Đó. Sau đó các bạn chọn Open. Thì khi đó nó báo là cái cổng Zero á, cơm 62 á, đã được mở rồi. Từ từ xin. Bây giờ chúng ta sẽ test nó bằng tập lệnh AT. Chúng ta sẽ từ cái màn hình chúng ta sẽ gõ là AT. Thì chúng ta bấm cái phím Send. Send thì nó lên AT đây. Bạn bấm Enter. Thì khi mà trả lời về OK là nó OK rồi đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử với một cái lệnh gọi, là chúng ta sẽ gọi cho một số điện thoại thế nào. Ví dụ như AT số điện thoại thì chúng ta test bằng ATD cộng 84. Thí dụ số điện thoại của bạn sinh là nhiêu? 8433 33 nhiêu? 656
6 5 6 9 4 2 4 9 4 2 4, 2, 4. Thí dụ như chúng ta vậy, chúng ta nhớ là phải có dấu chấm phẩy đây. À, chấm phẩy đây thì chúng ta sẽ bấm ở đây enter cái nữa thì nó sẽ gọi tới cho các bạn. Nó sẽ gọi tới. Bài hát đang nói. Bài hát nổi tiếng luôn. Đó. Rồi bây giờ muốn ngắt nó thì các bạn có thể dùng là AT, lệnh ATH. H tức là viết tắt của chữ hang up á. À, còn D tức là viết tắt của chữ dial. Dial tức là gọi thì nó ngắt rồi đó các bạn. Đó. Thì nó còn nhiều tập lệnh AT lắm. Nhưng mà các bạn kiểm cái này là các bạn biết là ok cái module này chạy được rồi đó. Nó không có vấn đề gì hết á. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Thì các bạn muốn tắt cái này thì bạn bấm close, nó thoát ra thôi. Clip này xin dừng lại ở đây và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn những clip kế tiếp. Xin cảm ơn.